What's up everyone? Hello các bạn. Anh tên là anh Alex và hôm nay anh giúp tụi em trong cái con đường tụi em tới trở thành Billboard DJ. My name is Adam Williams. I'm going to talk to you about fashion, lifestyle, beauty. Nhá, chào mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đến một cái training session này. Đây là các bạn VJ đã qua vòng tuyển chọn VJ Hunt Billboard. Chào các bạn đến với chương trình huấn luyện của VJ Hunt. Hello. Hi. So are you ready? So repping Billboard Vietnam on the international stage means you need to be up to date with all the cool things that are going on in fashion. Và cái này cũng là một cách anh muốn tụi em cũng tập, tại vì cái công việc DJ của tụi em nó sẽ đòi hỏi nhiều công sức của mình và năng lượng của mình. So anh muốn lúc nào cũng chuẩn bị hết, ok? Cái cách của VJ vừa đi vừa nói trên phố nó rất là lôi cuốn. Tính chủ động của các bạn sẽ rất cao. Những cái đó nếu các bạn để ý thấy, các bạn chính là producer, writer, kim đạo diễn. Là MC không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói. Thì MC phải là một cái cầu nối thôi. Không bao giờ mình mà là mình hết. Phải chỉ làm cái gì đấy để ai đấy đập vào mình mà nảy ra thôi. Cái cảm xúc là em không có thể nào mà lấy từ người khác được hết á. Không có ai trên set mà đưa em emotion được hết á. Cái đó là em phải tự sáng tạo.